Xin chào anh chị, chào mừng anh chị trở lại với Talk Chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 30 tháng 8 và nhận định thị trường ngày 31 tháng 8 năm 2021. Hôm nay là một phiên mà thị trường cũng mua vào khá là tốt và dòng tiền thì lan tỏa ra một số các cái dòng khác và một số các cái cổ phiếu khác đối với các cổ phiếu tốt hiện nay. Tuy nhiên nhận định thì mình thấy là thị trường sẽ có khả năng sẽ test lại ở cái đáy cũ. Thì ở đây thì mình sẽ cùng với anh chị phân tích thị trường các cái dòng cổ phiếu mạnh và xem cái chiến lược đầu tư hiện nay như thế nào. Ngoài ra mình cũng sẽ phân tích mấy cổ phiếu họ nhập Vingroup theo yêu cầu của anh chị và các bạn. Thì các anh chị cũng thấy rằng cái nguyên tắc phân tích, cái cách tiếp cận vấn đề của Thao Chứng Khoán á, bao giờ là cũng đi từ top down, tức là từ trên xuống, từ tổng thể cho đến chi tiết, từ các cổ phiếu mạnh cho đến các cổ phiếu yếu, và các cổ phiếu tốt cho đến các cổ phiếu xấu. Thì khi mình ở cái nguyên tắc ở đây là chủ yếu là về thống kê, đánh giá, xem cấu trúc của các dòng cổ phiếu và các cổ phiếu để xem là cái hoạt động mạnh yếu ra làm sao, cái mức độ tích lũy và mức độ hoạt động tích cực ra làm sao. Đấy, thì ngoài ra thì mình cũng có tặng anh chị các cái file Excel hàng ngày anh chị nhé. Thì các anh chị vào trong cái nhóm Zalo ở phía dưới đường link ấy, thì anh chị download cái file Excel đấy. Thì mình sẽ trước hết là đi về nhận định thì cái thị trường. Thì hôm nay là phiên mà thị trường là tăng điểm, tạo gap. Và nếu xét về giá đóng cửa thì đây là cái phiên thứ 5, thứ 6 kể từ cái đáy mà xuất hiện gần nhất ấy, thì thị trường hôm nay cân bằng cũng khá là tốt nhé. Một số cái dòng cổ phiếu chạy và hồi phục khá là tích cực anh chị nhé. Thì cái nhận định sắp tới á, 31 tháng 8 đến mùng 1 tháng 9 á, thì mình nghĩ là thị trường thì vẫn là trong cái xu hướng tích cực, vẫn theo xu hướng tích cực hoặc là sẽ sideways. Tuy nhiên là sớm sẽ test lại. Thì cái cách đầu tư của mình á, chiến thuật thì vẫn là thăm dò vị thế đối với các cái dòng cổ phiếu mạnh. Thì đó là cái chiến thuật chính, bởi vì thời điểm này nếu chúng ta mua các cổ phiếu bùng nổ thì cũng rất là nguy hiểm nếu mà nó rơi lại. Đấy, thì các cái dòng cổ phiếu mạnh yếu ở đây là các cái dòng mạnh là các cái dòng dịch vụ vận tải này, hóa chất này, bảo hiểm, thực phẩm, xây dựng này. Các cái dòng yếu là ngân hàng, dầu khí và đặc biệt rất nhiều cổ phiếu VN30 là những cổ phiếu yếu. Thì lát mình sẽ phân tích trên AMI và trên Excel để anh chị có thể nhìn thấy rõ cái điều đó. Ở đây nhá, thì cái file Excel này mình sẽ tặng anh chị nhá. Thì anh chị có vào đây, anh chị sẽ nhìn ở đây thì anh chị sẽ thấy rất là tổng quan, đi có thể nhìn từ tổng quan cho đến chi tiết được. Anh chị nhìn thứ nhất là các cổ phiếu nào, này là các cổ phiếu bùng nổ này, là nhìn thấy các cổ phiếu breakout ấy. Đấy. Pet peak này, bất động sản này, dược phẩm này, hóa chất này, một số cổ phiếu ngân hàng này, thực phẩm này, thiết bị xây dựng này và xây dựng xây lắp. Cái đây là cách phân ngành nghề của Phái An anh chị nhé. Đấy. Thứ hai là các cái nhìn vào đây thì là mình sẽ nhìn thấy các cái dòng nào mạnh. Thứ nhất là nhìn vào các cổ phiếu bùng nổ này. Thứ hai là số lượng các cổ phiếu mạnh nhất thì nó nằm ở nhóm nào này. Và thứ ba là về các anh chị có thể nhìn vào khi thị trường chung là giảm giá, giảm điểm là VN Index VN30 là giảm 3,4 với 4,9% kể từ cái đỉnh gần nhất là ngày 19 á, thì các cổ phiếu nào mà giảm ít hơn, các cái dòng nào mà giảm ít hơn thì đó là những cái dòng mạnh hơn thị trường chung, thì anh chị có thể quan sát. Thì mình sẽ đi vào phân tích các cái cổ phiếu. Thì thông thường á, mình sẽ đi phân tích theo bốn cái nội dung này. Thứ nhất là các cái cổ phiếu kim cương. Cái khái niệm kim cương này là mình cũng chia sẻ với anh chị cũng một số lần rồi. Bản chất kim cương nó là cái gì đấy rất là mạnh và rất là quý hiếm. Thì các cổ phiếu kim cương là các cổ phiếu mà nó lộ thiên rồi. Và các cổ phiếu lộ thiên nó sẽ có xu hướng tiếp tục mạnh và lộ thiên tiếp. Cho nên các anh chị nếu mà tìm các cái cổ phiếu ở dưới lòng đất để chờ nó thành kim cương, nó sẽ rủi ro và lâu hơn được cái việc tìm những cổ phiếu kim cương. Đấy. Cái thứ hai là các cổ phiếu bùng nổ. Thứ ba là đánh giá các cái cổ phiếu theo từng nhóm ngành nghề. Tức là mình sẽ review các cái cổ phiếu theo từng nhóm ngành nghề đấy. Thì mình sẽ tập trung vào các cái nhóm tốt thôi, các cổ phiếu yếu thì mình sẽ không phân tích. Và thứ tư là các cổ phiếu kiệt khối lượng mà nó phục vụ cho cái chiến lược đánh của chúng ta hiện nay ấy, là chúng ta mua sẽ tối ưu, bởi vì về mua cổ phiếu bùng nổ thì nó sẽ rất là nguy hiểm và rủi ro khi mà điều chỉnh test lại. Thì bốn cái nội dung này thì mình chỉ phân tích hai cái nội dung thôi, là nội dung 1 và nội dung số 3 bôi màu xanh này. Còn nội dung vào số 2 và số 4 này thì các anh chị xem ở file Excel nhé, mình tặng ở trong file Excel ấy. Đây thì các anh chị vào đây, các anh chị nhìn các cổ phiếu bùng nổ là biết ngay này. Thì bùng nổ này phải xem xét nó là bùng nổ gì, ví dụ nó là bùng nổ từ vùng hỗ trợ hay là bùng nổ vượt qua kháng cự hay là bùng nổ vượt nền, thì chúng ta xem xét nhìn xem các cái nhóm ngành nào mạnh yếu đấy thì mình sẽ quan sát được. Cái thứ hai là các cổ phiếu kiệt vôn, thì anh chị có thể xem vào đây. Thì trong các cái cổ phiếu kiệt vôn này, thực ra thì nó cũng là một cái cách lọc tương đối thô, thì ở đây thì cái độ chính xác của nó sẽ khoảng được 80%, 80-90%. Thì anh chị có thể quan sát, thì có những cổ phiếu mà nó vôn kiệt nhưng nó đã nổ rồi đấy, tức là nó đang có xu hướng kiệt dần và nó nổ rồi, thì anh chị cũng quan sát đấy. Thì mình sẽ đi vào hai cái nhóm kim cương và cổ phiếu theo ngành nghề anh chị nhé. Thì trước khi đi vào đó thì mình sẽ lướt lại một chút về cái thị trường chung cho các anh chị coi.
Đây thị trường chung sau khi chúng ta thấy là bản chất ở đây nó sẽ tạo thành một cái, đây là một cái xu thế downtrend. Tuy nhiên là đây nó đã hình thành một cái xu hướng trend ngắn. Sau đây lại tiếp downtrend nhé, chỗ này vẫn là downtrend nhé. Thì các anh chị thấy là bắt đầu ở đây này, nếu tính ra đóng cửa là chúng ta đã thấy đáy rồi. Vậy này đã là phiên số 1, 2, 3, 4, được 4 phiên rồi. 4 phiên rồi, đối với VN30 là phiên số 5. Thì 4 phiên mà thị trường cân bằng lại, các anh chị nhé, cân bằng lại. Và nó tạo thành một cái xu thế ngắn ở đây. Đấy. Các anh chị có thể nhìn đây là cái số lượng các cổ phiếu tốt này. Nó cũng mở dần ra nhé. Các anh chị thấy tại cái ngày mà ở đáy này thì là số lượng cổ phiếu tốt ít nhất. Xong rồi nơi dần ra và hiện nay nó đã cao lên rồi. Thì đấy nó cũng là những cái tín hiệu tích cực nhất đấy. Mặc dù đây thì mình cũng không chia sẻ cái quan điểm là chúng ta sẽ đặt cược nhiều. Nhưng mà chúng ta có thể đặt cược ít, thăm dò với những cái vị thế, với những cái cổ phiếu mà của cái dòng mạnh ấy. Các cái dòng mạnh lúc nãy mình vừa thống kê trên PowerPoint ấy, thì có thể quan sát những cái dòng đấy và chọn những cổ phiếu kiệt vôn. Anh chị nhá, đánh các cổ phiếu kiệt vôn. Tuy nhiên thị trường như này có khả năng nó sẽ vẫn test lại, bởi vì khối lượng như thế này nó sẽ test lại. Mà nó test lại mà nó không thủng được hai cái phiên này hoặc là khối lượng thấp thì ok, chúng ta lại vẫn có thể đặt cược để chúng ta nó đi lên. Còn chờ nó, nếu đúng là chúng ta sẽ chờ bùng nổ theo đà hoặc sẽ vượt lên được MA20. Thì đó là cái tín hiệu mà xác định thị trường an toàn để đi lên. Tuy nhiên là cái việc mà chúng ta tham gia sớm đấy là thăm dò, và khi thăm dò chúng ta phải hiểu là chúng ta đang trong cái tình trạng rủi ro. Và thăm dò là nếu sai là chúng ta phải sửa ngay chị nhé. Đấy là cái nguyên tắc phân tích như thế nhất thị trường. Đầu hai là các cái dòng cổ phiếu kim cương. Thì các anh chị thấy bao giờ cổ phiếu kim cương ở đây là bản chất là mình, cái khái niệm này là mình gọi những cái cổ phiếu mà nó rất là mạnh. Thứ nhất là nó là xu hướng lên, xu thế lên. Khối lượng dòng tiền vào rất là tốt. Đấy. Thì chị có thể quan sát. Đây. Thì thông thường các anh chị nhìn đây thì chị sẽ thấy những cái dòng nào là những cái cổ phiếu nào sẽ là cổ phiếu mạnh. Tất nhiên nó sẽ chạy rồi nhé, đã gọi là kim cương mà. Đây, thì chị thấy những cái cổ phiếu này này. Lọc nhá, thì nó sẽ thấy là những cổ phiếu như GMK là nó đây là những cái kim cương đấy. Tất nhiên nó đã lộ thiên ở dưới này rồi anh chị nhá. Tất nhiên những cổ phiếu này thì nó không phải là điểm mua nữa. Nhưng mà những anh chị nắm giữ những cổ phiếu này thì rất là ok. VHC nhá, vẫn là đi lên nhá, đây là kim cương nhá. BIC nhá. Dòng nhóm bảo hiểm này thì mới chạy quay lại nhưng mà cũng rất là tốt, dòng tiền và rất là ổn nhé. TVD cũng thế nhé, cũng lên nhé. Đấy. SRA này thì nó đang gặp một kháng cự đây nhưng mà nó là dòng tiền vào rất là mạnh, các anh nhìn thấy nó tăng rất là nhanh. PPC này thì là dòng tiền vào nhé. Đấy. DPG nhé, nó sẽ nằm ở nhiều nhóm ngành khác nhau đấy, thì chúng ta sẽ lướt qua đây một chút thôi. PLC này. Đấy. Thì đây là cách lọc thô nhé anh chị nhé, đây là cách lọc thô nhé. DPC nhé là dòng tiền vào nhé. BCE là dòng tiền vào nhé, DPR là dòng tiền vào nhé, DDG nhé, đây là những cổ phiếu rất là mạnh. VCS nhé, VCS sau khi chạy được một khúc này, tích lũy lại này, kiệt vôn này, test lại này và đi lên, ok nhé. Đấy. DGW thì là nó đang đi lên dòng tiền vào nhé, nhưng mà cũng phải cẩn thận một chút bởi vì mấy phiên đây nó khối lượng hơi cao, trong một đó giá không tăng được thì chúng ta thận trọng. Đấy thì mình thống kê. Đấy, hết rồi, đó là các cổ phiếu mạnh nhất. Đấy thì bây giờ mình sẽ đi phân tích cho các anh chị nhé. Đối với cái nhóm bùng nổ này, kiệt khối lượng thì các anh chị sẽ tự xem trong Excel. Cái file các anh chị vào đấy anh lấy. Còn mình tiếp tục phân tích review theo các cái nhóm ngành nghề. Nhóm ngành nghề thì mình sẽ đi theo các cái nhóm ngành nghề này, chọn các cổ phiếu tốt nhất này, chọn các cổ phiếu đi lên này, cổ phiếu đi lên này, chọn các cổ phiếu tăng mạnh nhất này. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ, về nguyên tắc mình chia sẻ với chị là mình sẽ đi từ đẹp nhất cho đến ít đẹp nhất, đúng không? Từ đẹp đến xấu, từ khỏe đến yếu. Đây, ví dụ như là dòng bán lẻ tổng hợp thì cũng khá là ổn nhé. Chỉ có cổ phiếu DGW này thì chúng ta thận trọng một chút nếu chị đang nắm giữ. Bởi vì như thế này thì nó đang ở, vẫn là các cái tín hiệu SOW thì vẫn hơi yếu nhé, cẩn thận. PET này thì ok nhé, PET này sau khi lên này rũ bỏ mấy phiên thì đang lên, cổ phiếu này thì vẫn lên được, xu thế lên. Trừ khi nó rủi ro thị trường quá thôi, chứ còn nó vẫn lên. Đây, FRT cũng thế, đây là mấy cái tín hiệu ở yếu này. SW này thì đây, ví dụ đây là test, kiệt vô nó là một cái tín hiệu khỏe đấy. Tuy nhiên là nó đang thiếu cái tín hiệu khỏe theo cái hướng là các cái điểm bùng nổ. Khi nó có một điểm bùng nổ cộng với các cái điểm test này thì nó sẽ là 2 trong 1, sẽ đánh được cái tín hiệu yếu này, đúng không anh chị? Một cái là kiệt vô và một cái là bùng nổ thì sẽ đánh thắng được, thì lúc đấy sẽ yên tâm hơn. Đấy. Các cái cổ phiếu dòng chứng khoán nhé, chứng khoán thì nhiều anh chị cũng vẫn đang nắm giữ thì mình thấy là chứng khoán nó vẫn ok đấy.
vẫn đang xu thế lên này, APG này vẫn xu thế lên nhé, anh chị nằm giữ vẫn được, HPS này vẫn xu thế lên này, CTS xu thế lên nhé, khối lượng kiệt một chút thôi nó chưa vấn đề gì, WSS này, FTS này vẫn nó vẫn xu thế lên nhé, anh chị vẫn nằm giữ. Cái kịch bản mà mọi người hay bảo đây là nhìn đây là nó giảm giá nó phân phối á, thì thực ra thì đấy là cái cách suy diễn thôi, đấy là cách suy diễn một chiều tiếp cận thị trường chứng khoán. Mình sẽ có hai cách, có những lúc là mình phải giữ cho cái tư duy của mình nó thực sự là nó rất trung lập và mình chỉ ghi nhận sự vật hiện tượng thôi, không được dùng quan điểm cá nhân ở đấy. Đấy là một cách khi mà mình đang nắm giữ cổ phiếu, hoặc có những lúc là mình phải giống như chế độ thiền á, còn có những lúc chúng ta phải suy diễn là chúng ta tìm cơ hội chứ. Nhưng mà khi các anh chị đang đúng, các anh chị đang có vị thế ở đây, đang có lợi nhuận thì anh chị phải nắm giữ, đúng không? Tất nhiên là còn khi nó rơi đây thì lúc đấy chúng ta sẽ chạy sau. Nói chung những cổ phiếu chứng khoán nào đang chạy này thì nếu thủng MA10 thì các anh chị sẽ chạy, nguyên lý nhá, nếu thủng MA10 chạy, còn không có thì cứ nắm giữ, mình thấy vẫn ok. Còn những cổ phiếu nào vừa nó vừa thủng MA10 mà nó quay lại ấy, thì là nó đang tích lũy thôi, với khối lượng kiệt như này này thì cũng không ảnh hưởng gì. Nếu cổ phiếu nào chạy rồi á thì là sẽ dùng MA10 để bán, còn nếu cổ phiếu nó chưa chạy thì dùng MA20 anh chị nhé, nó sẽ vẽ hai cái đường lên. Đấy. Dịch vụ vận tải là cái dòng mạnh này các anh chị này, đấy, SGP này. Những cái này đều lên hết, GMD ổn nhé, tất cả những cổ phiếu này đều rất là ổn. Nó đã có một cái nhịp chạy trước rất là tốt rồi. Sau đó nó có những cái sự chốt lời, nó không có kiệt vốn nó lại lên thôi, rất là ổn. Đấy. Anh chị nhá. DXP này xu thế lên này. HHV này xu thế lên này. HLH này xu thế lên này. Đây là một nhịp nó chạy nước rút. Cái đợt vừa rồi rất nhiều anh chị kiếm được lợi nhuận ở đây. Xin lỗi một số anh chị thôi chứ không phải rất nhiều anh chị. Thì đây là bán đi, kiệt vốn lại lên bình thường, tích lũy lại anh chị nhá. CO dòng đấy là dòng đẹp. Dược phẩm một số cổ phiếu cũng chạy khá tốt nha anh chị nhá. DDVN này chạy khá tốt này. DVN lại chạy tốt này. Rõ ràng đây nó xu thế lên, các chị đúng theo cung vào rất nhiều đúng không? Các cái điểm mua vào cung vào rất nhiều. Đấy, cung vào nhiều thì nó lên nó bình thường. Cứ bán ra ít, kiệt bán cầu vào cứ lên nắm giữ ok. Nhưng mà hiện trên hạn là giá dạo này theo cái sóng này đợt này ấy, cái nhịp này thì anh chị hạn chế mua đuổi cổ phiếu nhé. Khi cổ phiếu bùng nổ thì hạn chế mua đuổi, bởi vì nó test lại thì sẽ rất nguy hiểm đấy. Cái dòng hóa chất này rất mạnh này, đạm điếc phân viết các thứ này, lát điếc lại mạnh này, đấy xu thế lên nhá anh chị nắm giữ ok nhá. DCM ok nhá, DPM cũng ok nhá, BFC này ok nhá, nhìn này thôi, đỏ này thôi nhưng mà không vấn đề gì anh chị nhé, vẫn không vấn đề gì. Mấy cổ phiếu hóa chất cơ bản này rất là ok này, DDV này, DRI này. Đấy, rất là ổn, cứ nắm giữ thôi, nhưng mà không nên mua nữa nhá. Cái điểm mua ở đây nó phía dưới này cơ. Anh chị mua không nên mua nữa. Nắm giữ thì ổn. Đấy, CSV này đúng không? CSV này các anh chị xem lại, mình có chia sẻ với anh chị từ những cái phiên này này. Từ cái đợt đầu tháng 8 là chia sẻ với anh chị về cổ phiếu này rồi. Rất là tốt. Đấy, VNP này, VNP có cũng chia sẻ mấy anh chị cái cổ phiếu này này. Từ cái đợt này này, lúc này thì nó vẫn còn hoạt động nó hơi lỏng. Xong nó chặt lại này, đây là một cái nền mới này, rất là ok này. Test này, bán ra làm gì có khối lượng đâu, làm gì có cung đâu, nó lên bình thường, rất đẹp. Đấy. Trong cái buổi phân tích ngày hôm qua hình như cũng có nêu cổ phiếu này cho các anh chị thì như thế. Đấy, đề cái Đức Giang này rất là ok này, đấy, PLC này, đấy thì các anh chị nắm những cổ phiếu như này thì thị trường nó trao đảo thì chúng ta không ảnh hưởng gì, đặc biệt thì chúng ta có những cái điểm mua đẹp thì không vấn đề gì. DPR, LTG thế rất là đẹp. Một số dòng cổ phiếu khác như thực phẩm này cũng ổn này, AV này, đấy, BNA này anh chị nhé, vẫn lên bình thường. VOC này thế này nắm giữ được, những cổ phiếu này ok nhé. DBC thì nó có cái kháng cự ở đây một chút, cẩn thận thôi. Đấy, FMC cũng thế nhé, đây là nền 1, nền 2, nền 3 anh chị nhé, lên bình thường. Đấy. Một vài cổ phiếu về thiết bị xây dựng này cũng lên này, GKM này, VCC này lên nó tốt này, cái cổ phiếu nắm giữ vẫn ok nhé. HT1 này anh chị xem rồi hôm trước có phân tích cho anh chị cổ phiếu HT1 này này, ok. Pass này lên này. Đó. Mấy cổ phiếu về xây dựng xây lắp này lên này, TGG này, PSC này, đấy những cổ phiếu như này thì ổn, anh chị cứ nắm giữ ok nhé. À, có rất nhiều anh chị quan tâm đến ba cổ phiếu họ nhà Vin này nhé, để mình chia sẻ với anh chị cái quan điểm ba cổ phiếu này nhé. Cổ phiếu này thì trước khi chia sẻ phải nói là phải rất là bình tĩnh và rất là cẩn thận và phải hành động theo đúng kịch bản, còn nếu không có thì rất là nguy hiểm nhé. Đừng có đặt niềm tin vào các cái cổ phiếu lớn. Tất nhiên là có thể chúng ta sẽ không chết từ đâu, nếu mua nó chẳng may nó rơi thì cũng không chết được đâu, nhưng mà khi mà
thị trường mà rơi á, nó cũng sẽ rơi đấy anh chị nhìn này. Ví dụ bản chất VIX đây nhá, nó là một downtrend này, nó giống như Vinamilk anh chị thấy ấy. Nó là một downtrend mà nó hiện nay nó đang như thế nào, hiện nay nó đang ở cái vùng đây đến đây là các anh chị thấy nó thấy một cái đáy này, xong nó có những cái sự hồi nhất định này và tiếp tục lại bán ra này, bây giờ nó đang test ở cái vùng đáy này, test đáy vùng này khối lượng thấp. Thì ở đây chúng ta nói đến điều gì? Thứ nhất là bản chất chúng ta thấy là ở đây này là cái lực bán là nó cũng cạn dần rồi, bởi vì người ta thấy đến vùng hỗ trợ. Thứ nhất nó sẽ từ hai phía nhé, thứ nhất là bản thân là người ta bán, là người ta đã bán rồi. Thứ hai là người ta sẽ nghĩ rằng đây về gần cái vùng hỗ trợ thì có thể nó sẽ ít giảm và người ta sẽ chờ. Tuy nhiên ở đây nó sẽ có hai kịch bản. Nếu mà nó hồi được thì nó sẽ, các anh chị nhìn đây, đây bản chất đây nó là một SOS nhé. Khi nó về vùng hỗ trợ mà nó khối lượng nó kiệt thì nó cũng là những cái SOS, hoặc là kể cả nó rũ bỏ thì nó cũng là những cái SOS, tức là những cái tín hiệu mạnh. Nhưng mà để mà xác nhận tín hiệu mạnh thì cần phải có những cái bùng nổ. Ở đây thì sau này sẽ cần bùng nổ phía trên này, nhưng mà trước mắt nó phải bùng nổ phía dưới này thì mới an toàn. Còn nếu không có ở đây, nó cứ xỉu và nó đi xuyên qua, nó rơi đấy anh chị nhé, rất là cẩn thận. Cho nên rất cẩn thận nhé. Cổ phiếu này thì tất nhiên là mình cũng chưa chia sẻ với anh chị về mua cái cổ phiếu này đợt này đâu, chưa chia sẻ đâu, kể cả cái điểm mà nó kéo lên này này đấy, bùng nổ giả này, làm gì có khối lượng đâu, ở sau này nó có thể nó rơi, nó miết thôi, rất là nguy hiểm, nắm giữ rất là nguy hiểm, chỉ có lỗ thôi anh chị nhé. VRE thế này, các anh chị nói đây là một cái trend down rất là dài, nó rơi rất là lâu rồi nhé. Thì đây là một cái đáy này, xong nó lại phân phối này, các anh chị nhìn đây là những cái vùng mà đây là tái phân phối nhé, rơi này, xong rồi đây nó vào lại giảm lần lượt rơi này, đi ngang này đấy. Thì đây có thể sau đây nó có đến đây này, nó có mấy phiên kéo đấy, làm gì có khối lượng đâu, thì nó vẫn có một cái nguy cơ đảo chiều nhé, nó có một cái nguy cơ ở đây. Còn cái cơ hội mà nó bùng nổ đi lên thấp lắm, rất là nguy hiểm, không nên nắm giữ. Mà nếu thủng cái vùng này này 22.5 là phải chạy đấy. VHM thì vừa rồi thì dòng bất động sản anh chị thấy là nó cũng bùng nổ lên, nhưng thực ra sau đấy là một cái uptrend, không có thể nó rơi khối lượng rất kinh. Tất nhiên khối lượng hiện nay các anh chị thấy là nó cũng đã có sự giảm rồi và nó đang ở cái vùng hỗ trợ cũ. Đây là các cái vùng hỗ trợ cũ, và hỗ trợ này thì bản chất đây là nó cũng thấy tích cực hơn lên rồi, tức là khi mà về đến cái vùng hỗ trợ khối lượng kia đi tích cực lên rồi. Nhưng mà để nó tích cực nữa thì chúng ta phải thấy có vài phiên bùng nổ lên đây này, bùng nổ test lại bùng nổ đấy, thì như thế nó mới tốt. Còn nếu như này mà nó rơi qua đây này, nếu nó thủng qua cái vùng 104 này này thì là sẽ rơi thẳng cửa, rất nguy hiểm anh chị nhé. Còn cái kịch bản mà nó đi ngang như thế này này thì các anh chị phải chờ nó có mấy phiên mua vào mạnh, ít nhất nó phải có vài phiên mua vào mạnh đấy, nó gọi là vài cái SOS chị nhé, nó phải có vài cái SOS nữa ở trên này này, thế lúc đó chúng ta mới yên tâm được. Còn không có kịch bản vẫn là rơi đấy. Thì tụi chung lại là cả ba cổ phiếu đây này nó đang trong một cái xu hướng rơi anh chị nhé, nó đang xu hướng rơi. Nó đang về test lại cái vùng hỗ trợ đấy. Nếu mà nó phải test lại được và có khối lượng dòng tiền vào mà bật lên được thì mới bật, còn không có là nó sẽ rơi thẳng cửa đấy. Ok anh chị nhé, đó là rất là nguy hiểm. Thì chi tiết thì các anh chị vào group Zalo và lấy cái file Excel về, các anh chị có thể nghiên cứu cho nó kỹ hơn. Ok, cảm ơn các anh chị, chúc các anh chị buổi tối vui vẻ. Mình cũng hy vọng là cái nội dung như thế này sẽ đáp ứng được một số cái phần nào, cái tức là sẽ chia sẻ được một phần nào đấy thông tin hữu ích để giúp các anh chị đầu tư tốt hơn. Ok, cảm ơn các anh chị, chào tạm biệt.